bây giờ xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Triều Lê Dĩnh sắp yêu lại Lâm Canh Tân, nhưng không phải ở sơ kiểu chuyện 2. Khán giả có thể sớm được xem Triều Lê Dĩnh và Lâm Canh Tân trở lại bên nhau trên màn ảnh. Hiện tại, mọi thông tin về dự án sợ kiểu chuyện 2 đều khiến khán giả vô cùng quan tâm. Thế nhưng, điều đáng buồn là khả năng Triều Lê Dĩnh và Lâm Canh Tân sẽ không trở lại vì nhiều lý do. Tuy nhiên, gần đây các blogger trên Weibo lại thông báo về một dự án khác có Triệu Lê Dịnh và Lâm Canh Tân tham gia chung của Di Kỳ. Cụ thể, dự án của trang cấp S đầu tư mức độ khủng của Tencent mang tên Dự Phượng Hành vẫn tiếp tục dụ dỗ Triệu Lê Dịnh đóng nữ chính dù trước đó, miệng biến này nữ diễn viên muốn nhường cho cổ lực Na Chat. Bên cạnh đó, sau nhiều lần cân nhắc nam chính, thì giờ đây Lâm Canh Tân được ekip lựa chọn. Trước đó, vai nam chính Dự Phượng Hành từng qua tay tiêu chiến và cả nam phụ sợ kiều chuyện đặng luân. Nếu đây là sự thật, thì màn tái hợp của Triều Lê Dịn và Lâm Canh Tân lại khá công cảnh. Trước đó, ekip sợ kiều chuyện 2 đã liên lạc với Triều lời Dịn trên dưới 5 lần, nhưng cô đều uyển chuyện từ chối. Nhiều khả năng vì kịch bản không ổn và có tính chất phát sửa thương hiệu. Và lại, Triều Lê Dịn đang muốn chuyện hình đóng chính kịch, nên cô tạm thời không mặn mà với cổ trang. Dù vậy, dù là dự án trọng điểm tiếp theo của Tencent, nhưng điều đó không có nghĩa mỹ nhân sinh năm 1987 sẽ gật đầu đồng ý. Dự vượng hành là dự án truyện thể từ tiểu thuyết Bộn Vương ở đây của tác giả Cựu Lộ Phi Hương. Nội dung chính của phim xoay quanh nữ tướng ma giới Thẩm Ly bị ép giả dạ cho một người đàn ông nổi tiếng lăng nhăng hào sắc. Trên đường bỏ trốn, Thẩm Ly bị thương và được một người tên là Hành Vân mang về chăm sóc. Lúc này Thẩm Ly đã hóa thành chim phượng, sống bình yên bên cạnh chủ nhân của mình. Tuy nhiên vì thân phận khác biệt, Thẩm Ly phải rời đi và để lại hành vân chạy qua sinh lão bệnh tử rồi qua đời. Phần đoạn tiếp theo về màn luân hồi chuyển kiếp của hành vân chắc chắn sẽ khiến người xem sốc nặng và Thẩm Ly phải tìm cách giải quyết. Có lại được tình yêu của người xưa, dự phương hành được dự kiến khởi quay vào tháng 3 năm 2022. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.